Một tuần nữa đã trôi qua, Thế Dương rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tổng hợp của Vui Cùng L34 tập phim may mắn. Bây giờ hãy cùng Thế Dương lật mở các đáp án của các câu hỏi trong những tập phim may mắn tuần qua nha. Trong tập 25, người dân làng Giao Thảo đã trúng phải phép thượng cổ gì? Hãy đến với đáp án. Họ đã trúng phép thượng cổ, có tên là Hoa Tư Mộng Tiên. Người bị trúng phép ngủ trong mơ, không thể thức tỉnh. Bây giờ họ đang nằm mơ sao? Ừ. Và trong tập 27, Hoành Ngải đã giúp cho Yên Phùng hồi phục kiếm khí bằng món bảo bối nào? Chúng ta cùng xem đó là gì nhé. Hãy giao cái này cho Yên Phùng. Cái này có thể giúp cho huynh ấy hồi phục kiếm khí. Có giao thảo chi qua, Yên Phùng sẽ hồi phục kiếm khí, nhất định sẽ đánh bại Cầm Nhi tỷ tỷ. Xin chúc mừng các vị khán giả đã trả lời đúng đáp án của những câu hỏi vừa rồi và đã nhận được giải thưởng của chương trình là 200.000 đồng. Chúc mừng khán giả trúng giải tập 25 Nguyễn Ngọc Châu Dung ở Ba Tri, Bến Tre với tên Facebook là Nguyễn Dung. Và chúc mừng khán giả trúng giải tập 27 Thạch Thị Hảo ở Trần Đề, Sóc Trăng với tên Facebook là Thạch Thị Hảo. Mời các bạn liên hệ với số điện thoại 0272 3821 890 hoặc là gửi tin nhắn đến fanpage Long An TV, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An để nhận giải. Các bạn có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các trang thông tin chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An.